Ngày làm việc cuối cùng năm Canh Dần của ông Kim Jin-gon, phó giám đốc phòng quản lý hành chính công ty Doosan Vina. Không khí làm việc trong phòng tất bật hơn mọi ngày. Ai cũng mong hoàn tất công việc để về nhà đón Tết cùng gia đình. Ông Kim Jin-gon và người đồng nghiệp Hàn Quốc này cũng mong được về sớm để đón Tết. Vậy là công việc bận rộn của ngày cuối năm cũng đã hoàn tất. Căn hộ của công ty Doosan Vina ở Vạn Tường, Dung Quất, ngày cuối năm trở nên vắng vẻ. Bà Lim Jong-mi vui vẻ hơn khi chồng hôm nay được về sớm. Năm nay là năm thứ 8, vợ chồng ông Kim Jin-gon và bà Lim Jong-mi đón Tết ở Việt Nam. Sống ở Việt Nam lâu năm, nên vợ chồng người Hàn Quốc này cũng quá quen thuộc với hương vị của ngày Tết Việt, bởi hai dân tộc có nét tương đồng trong phong tục đón Tết cổ truyền. Ngày Tết ở Hàn Quốc, hầu hết mọi người đều về quê cùng chia sẻ niềm vui đón năm mới với những người thân và dòng họ. Trẻ em sẽ được bố mẹ chuẩn bị cho quần áo Tết. Một tục lệ không thể thiếu được là tục bái tổ tiên ông bà vào sáng mồng 1. Nhiều loại thức ăn ngon, bánh ngọt, rượu và trái cây được bày biện trang nghiêm trên bàn thờ. Rồi mọi người sẽ tập trung để khấn nguyện tổ tiên, cầu cho một năm mới được nhiều phúc lành. Sau lễ bái tổ tiên là những lời chúc Tết. Mọi người đều mặc quần áo mới và sẽ cúi lại ông bà, cha mẹ và nói những lời chúc may mắn trong năm mới. Và trẻ em sẽ được cho tiền lì xì. Tôi cũng đã chuẩn bị bánh, trái cây, rượu và thực phẩm để gia đình đón Tết ở đây. Không về quê, nhưng chúng tôi cảm thấy rất ấm cúng vì ngày Tết của các bạn gần như giống Tết ở Hàn Quốc. Chúng tôi rất vui để chào đón một năm. Xin cầu chúc mọi người những điều may mắn và an lành trong năm mới. Chia tay vợ chồng ông Kim Jin-gon, chúng tôi lên tầng 5 của khu tập thể đến thăm gia đình một người bạn Hàn Quốc khác. Nhà của anh Chi-eun Suk đây rồi. Thật thú vị, vợ anh Chi-eun Suk là người Việt Nam. Trong căn hộ xinh đẹp, chị Trương Thị Minh Châu đã chuẩn bị cho chồng nhiều thứ để ăn Tết. Hơn 5 năm sang Việt Nam làm việc và bây giờ làm con rể Việt Nam, anh Chi-eun Suk gần như thuần Việt. Và trong ngày Tết, những loại bánh, trái cây, hạt dưa là không thể thiếu trong gia đình anh Chi-eun Suk. Ngày Tết là âm lịch, là nhâm nhở. Người Việt và người Hàn Quốc là Tết trước là chuẩn bị mua chai cay, mua áo quần mới. Giữa Việt Nam và Hàn Quốc thì chênh lệch nhau một chút xíu, 2 tiếng đồng hồ. Thì mình sẽ chuẩn bị đón giao thừa Việt Nam trước và 2 tiếng sau thì mình mới đón ở Hàn Quốc. Thì như vậy thì có thời gian là ở Việt Nam thì cùng gia đình, bố mẹ, anh em thì đón năm mới. Và 2 tiếng sau thì không có đón cùng nhau với gia đình của chồng ở Hàn Quốc được. Thì sẽ gọi điện thoại và chúc mừng năm mới. Bây giờ cảm thấy là bây giờ kinh tế Trung Quốc là bây giờ là cao hơn. Có thể bây giờ tôi tự suy nghĩ 5 năm sau, 6 năm sau Trung Quốc là to hơn là hiện tại. Vợ chồng anh Chi-eun Suk chăm chút cho những chậu hoa phong lan vừa mua về từ thành phố Quảng Ngãi. Giống như những gia đình Việt Nam, đón năm mới, anh Chi-eun Suk cũng trang trí thêm cho ngôi nhà của mình những câu chữ mang đến sự may mắn trong năm. Ngôi nhà nhỏ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Hai đất nước cách xa nhau hàng ngàn cây số, nhưng hai dân tộc vẫn có nhiều nét tương đồng.